Trong chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác của Trung ương tại tỉnh Vĩnh Long vào ngày 25 và 26 tháng 11 năm 2012. Sự quan tâm và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giúp cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long có được những bài học quý báu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đặc biệt, những gợi mở chân tình và gần gũi của Tổng Bí thư đã giúp Đảng bộ tỉnh có những cái nhìn mới đầy đủ hơn cùng những giải pháp hiệu quả hơn trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng. Sau khi khảo sát, thăm và tìm hiểu thực tế ở cơ sở, chiều ngày 26 tháng 11 năm 2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt của tỉnh. Cùng với biểu dương những nỗ lực của tỉnh trong thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 11 của đảng và nghị quyết đại hội lần thứ 9 của đảng bộ tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu một số vấn đề gợi mở để tỉnh thực hiện hiệu quả hơn trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Đặc biệt, đồng chí đã quan tâm, nhận xét, đánh giá và nêu rõ những vấn đề tỉnh Vĩnh Long cần lưu ý đầy đủ, toàn diện hơn trong thực hiện các nhóm giải pháp theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng chỉnh đốn đảng. Còn về xây dựng đảng thì các đồng chí đã làm tốt cái việc chuẩn bị và triển khai thực hiện phê bình, thử phê bình theo nghị quyết Trung ương 4. Nhưng mà tôi cứ phải nói đi nói lại ở nhiều nơi, đây mới là một bước đầu. Đương nhiên là rất quan trọng. Đây mới là một việc. Còn bốn nhóm giải pháp thôi. Riêng về xây dựng đảng, nghị quyết đại hội nêu 8 nhóm vấn đề. Trung ương 4 chỉ nêu 3 việc cấp bách phải làm thôi, chứ không phải chỉ tập trung chỉ có làm cái đó. Không phải chỉ có phê bình, tự phê bình, coi đấy là xây dựng đảng. Không phải đâu. Công tác cán bộ cũng là xây dựng đảng. Công tác tư tưởng cũng là xây dựng đảng. Công tác tổ chức cũng là xây dựng đảng. Giáo dục, rèn luyện, quản lý con người là xây dựng đảng. Sắp tới là phải có cơ chế để phát huy cái quyền làm chủ của dân tham gia xây dựng đảng, của cán bộ đảng viên. Ý kiến chỉ đạo cũng là những lời dặn dò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vừa gần gũi, dễ hiểu, vừa giúp lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long khi đó nhận diện đầy đủ các nhóm giải pháp để tập trung xây dựng chỉnh đốn đảng. Chỉ đạo là Vĩnh Long phải cố gắng xây dựng cái tình đoàn kết thật sự và qua đó mà cùng nhau để xây dựng một cái hệ thống chính trị thật sự vững mạnh, hết sức chú trọng mấy việc công tác cán bộ, tức là quy hoạch đào tạo cán bộ, vừa thực hiện nhiệm vụ trước mắt, vừa thực hiện cái nhiệm vụ kế tục và đảm bảo vấn đề lâu dài, phải bố trí phân công làm sao một cách hợp lý, tức là thực hiện cái việc bố trí trong năm nay và bắt đầu có sự phải tính đến cái việc luân chuyển cán bộ. Vấn đề thứ ba là công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ đảng viên, phải xây dựng một cái chính trị thật vững mạnh, tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước ta, với nhân dân ta. Nhiệm vụ thứ tư công tác xây dựng đảng thì chỉ nhắc nhở là phải quản lý đào tạo, giáo dục làm sao cho cán bộ ta thật tốt, để xây dựng một đội ngũ cán bộ đủ sức trong mọi tình huống, mọi giai đoạn cách mạng mà đảng, nhà nước và nhân dân yêu cầu. Từ những lời dặn dò qua chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xuyên suốt hơn hai nhiệm kỳ đại hội đảng bộ tỉnh, Vĩnh Long đã tập trung thực hiện các nhóm giải pháp để xây dựng chỉnh đốn đảng toàn diện, hiệu quả hơn. Trong đó, tỉnh đã đặc biệt chú trọng các nhóm giải pháp về công tác cán bộ. Những năm qua, tỉnh Vĩnh Long tập trung đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ và năng lực cán bộ, chấn chỉnh bộ máy, thực hiện tốt nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của đảng, đảng ta cũng luôn quan tâm cái công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng. Và đặc biệt phải nói từ khi cái nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12
và cái kết luận của khóa 13 phải thấy rằng là sự nhất quán về quan điểm của đảng ta trong cái chỉ đạo là với một cái quyết tâm quyết liệt về xây dựng chỉnh đốn đảng. Và đương nhiên thì mang một cái dấu ấn của người đứng đầu đảng, đó là đồng chí Tổng Bí Thư. Trong thời gian qua thì đảng bộ cũng đã tập trung là xây dựng một đội ngũ cán bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng để phụng sự Tổ quốc và phụng sự nhân dân. Vấn đề thứ hai đó là quan tâm trong công tác là quy hoạch cán bộ để làm cơ sở trong cái việc mà điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cũng như đào tạo cán bộ. Đặc biệt là cái trong công tác đào tạo bồi dưỡng thì tỉnh ủy cũng đặc biệt quan tâm làm sao để xây dựng được đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thể hiện như là cái đề án Vĩnh Long 100 hay là cái chương trình hành động của tỉnh ủy về phát triển cái nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ sự phát triển cho tỉnh nhà. Cái vấn đề thứ ba nữa là phải thấy rằng là trong cái đánh giá cán bộ thì có một cái bước phát triển mới, có nghĩa là đánh giá là đa chiều, liên tục, lấy cái tiêu chí sản phẩm làm thước đo để đánh giá cán bộ. Thực hiện các nghị quyết của đảng, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng đảng, đảng bộ tỉnh Vĩnh Long luôn đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, nỗ lực, vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo đảng đã dành cho địa phương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long nguyện khắc ghi và noi gương đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thời gian tới, Vĩnh Long sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh đề ra để góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, để quyết tâm xây dựng Vĩnh Long văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững. Để tỏ lòng tri ân và mãi khắc ghi những ý kiến chỉ đạo, những lời dặn dò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của vị lãnh đạo trọn đời vì nước, vì dân.